Kiếm tiền, làm đẹp, vui vẻ chính là ba giá trị mà chúng ta sẽ có được khi chúng ta cộng tác làm việc cùng với Oriflame. Hiện tại thì Hiền đang ở Ocean Nami, Phước Hải. Hiền đang có chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở đây cùng với lại đồng đội của mình. Và hôm nay là ngày cuối cùng rồi thì Hiền cũng muốn chia sẻ với cả nhà một tí xíu về cái giá trị cuối cùng trong Oriflame, đó là giá trị vui vẻ. 3 ngày 2 đêm vừa qua là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, bởi vì tới đây là chỉ để chơi, vui, nghỉ dưỡng, gặp gỡ nhau và chia sẻ nhau. Mọi người có thể thấy là tất cả những gia đình đang tắm biển ở dưới nè. Và đây là cái khu villa mà Hiền ở 3 ngày 2 đêm vừa rồi. Tất cả mọi thứ hoàn toàn là miễn phí. Và công việc tại Oriflame Hiền đã gắn kết được 8 năm rồi. 8 năm qua là một cái khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng bản thân Hiền cảm thấy rất là vui vẻ và có những cái giá trị rất là tuyệt vời mà những công việc ở ngoài không thể nào có được. Và đến với Oriflame thì chúng ta sẽ không có cần phải đầu tư vốn, không cần phải có bằng cấp kinh nghiệm, không cần phải lên công ty làm việc, không cần chúng ta có một cái gì về kiến thức kinh doanh, mà chúng ta vẫn có thể làm được cùng với Oriflame. Và bản thân Hiền là một minh chứng. Nếu những chị em nào chúng ta có nhu cầu kinh doanh, muốn kiếm thêm thu nhập, hay là thích những cái giá trị tuyệt vời tại Oriflame như là kiếm tiền, làm đẹp, vui vẻ, thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng gia nhập Oriflame với Hiền nha.